Tin nóng thế giới tính đến 25 tháng 7 năm 2023. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Việt US 1040, Mục tin thế giới. Hôm nay, mời cả nhà cùng xem video mới của kênh liên quan đến những tin nóng đáng quan tâm trên thế giới, bao gồm tin nóng thứ nhất, trào lưu mới rất nguy hiểm trên TikTok uống hàng the. Tin nóng thứ hai, vấn nạn Trung Quốc đang điều khiển dòng chảy các con sông lớn ở châu Á. Bản tin thứ ba, giải cứu bé trai 3 tuổi rơi xuống giếng sâu ở Ấn Độ. Bản tin thứ tư, Ukraine thừa nhận tấn công trung tâm thủ đô Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin nóng thứ nhất, trào lưu mới rất nguy hiểm trên TikTok uống hàng the. Một tin nóng gây chú ý nhiều khi mới đây các quan chức y tế Mỹ cảnh báo trào lưu TikTok mới nhất là thêm hàng the vào nước uống để giảm viêm và giảm đau khớp rất nguy hiểm và có thể gây chết người. Sự thật vấn đề này ra sao? Trước hết hãy chú ý vấn đề khi bác sĩ Kelly Johnson, Aber nhấn mạnh với đài NBC News, thực sự không có gì chứng minh việc sử dụng hàng the giúp giảm viêm hoặc giảm stress hoặc bất cứ điều gì tương tự. Còn theo hãng tin UPI, cũng giống như nhiều trào lưu trực tuyến, không ai biết việc phổ biến uống hàng the để giảm viêm và giảm đau khớp bắt đầu như thế nào, nhưng hiện nay nó trở thành xu hướng được bàn luận nhiều trên TikTok. Công ty Earth Progress cũng lên tiếng cảnh báo về trào lưu nguy hiểm. Công ty khẳng định không cung cấp bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi để sử dụng làm thành phần ăn kiêng, dược phẩm hoặc hoạt chất không kê đơn, cũng như phụ gia thực phẩm hoặc phụ gia trực tiếp vào thực phẩm. Bạn nên biết rõ là hàng the, borax được tìm thấy trong bột giặt và trong các vật dụng làm sạch. Một công thức khác của hàng the là axit boric, có thể giết chết gián và các loại côn trùng khác. Hàng the đã bị cấm sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm của Mỹ. Các trung tâm kiểm soát chất độc khuyến cáo rằng ăn phải hàng the có thể gây kích ứng dạ dày. Ngoài ra, dùng thường xuyên hàng the có thể gây co giật và thiếu máu. Trong khi đó, tắm hàng the có thể khiến da chuyển sang màu hồng sáng và bong ra. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, hàng the cũng có liên quan đến chứng buồn nôn, tiêu chảy, co giật và trượt mạch. Nên biết thêm là đài NBC News cho biết vào ngày 21 tháng 7, họ đã đề nghị người phát ngôn của TikTok bình luận về trào lưu uống hàng the đang rầm rộ trên nền tảng này, song người này chưa trả lời. Vậy hãy nên cảnh giác cao với trào lưu uống hàng the nguy hiểm chết người này. Một điểm khác nên biết thêm là vào những năm 1990, nhà tư vấn dinh dưỡng Rush Denyam của Úc đã ủng hộ việc bổ sung boron, chứ không phải borax, hàng the, vào chế độ ăn uống, vì đó là một khoáng chất thiết yếu mà nhiều chế độ ăn kiêng thiếu. Ông và những người khác cho biết đó là một khoáng chất vi lượng quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển và duy trì xương, cải thiện khả năng chữa lành vết thương, tăng cường hấp thụ magie và hàng chục công dụng khác. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, những thực phẩm có hàm lượng boron cao nhất là nước ép mận khô, bơ sống, nho khô, đào và nước ép nho. Tin nóng thứ hai, vấn nạn Trung Quốc đang điều khiển dòng chảy các con sông lớn ở châu Á. Theo giới quan sát nhận định, quá trình công nghiệp hóa ồ ạt đã khiến miền Bắc Trung Quốc trải qua tình trạng thiếu nước trầm trọng. Bên cạnh đó, sự gia tăng dân số trong nhiều thập niên đã gây thêm áp lực lên nguồn cung cấp nước ở quốc gia 1,4 tỷ dân này. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt, Trung Quốc đã đẩy mạnh hàng loạt chính sách nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước. Tuy nhiên, phần lớn chính sách này tiềm tàng những tác động tiêu cực gây tác hại lớn đối với các nước láng giềng. Mặt khác, các chính sách về nguồn nước của Trung Quốc đang tiếp tục khiến các quốc gia láng giềng lo ngại. Trong đó, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng lợi thế địa lý để đặt ra điều kiện trao đổi. Theo tờ Nikkei Asia, thì nhiều con sông xuyên biên giới của châu Á chảy qua lãnh thổ Trung Quốc rồi mới vào các quốc gia hạ nguồn như Ấn Độ, Kazakhstan, Bangladesh và Việt Nam. Chỉ riêng điều đó đã khiến Trung Quốc trở thành một siêu cường thượng nguồn với ảnh hưởng to lớn đối với việc tưới tiêu của phần lớn khu vực. Do vậy, châu Á, vốn là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới, đang cảm nhận áp lực nặng nề do sự mất cân bằng giữa nguồn cấp nước và nhu cầu sử dụng của người dân. Thực tế là các dự án xây dựng đập và nhà máy thủy điện được dự báo sẽ gây ra những căng thẳng chính trị hiện có trong khu vực và tạo ra những căng thẳng mới. Liên Hiệp Quốc cảnh báo đến năm 2030, một nửa thế giới sẽ lâm vào tình trạng căng thẳng hoặc thiếu nước hoàn toàn. Biểu hiện chủ yếu là mất an ninh lương thực và không đủ điện để sử dụng.
Để đáp ứng nhu cầu năng lượng, Trung Quốc trong vài năm qua đã nghiên cứu hàng loạt chính sách và giải pháp. Một số đề xuất đã gây tranh cãi, bao gồm nghiên cứu từ các học giả Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đối với dự án sông cờ đỏ dài 6.180 km. Ông Mark Wang, giáo sư tại Đại học Melbourne, Úc, người đã nghiên cứu đề xuất của các học giả Đại học Thanh Hoa nhận định, nếu đề XU trở thành một dự án chuyển dòng chính thức, điều đó sẽ có tác động đến các quốc gia ở hạ nguồn, bởi vì nước sẽ được lấy từ các con sông thượng nguồn của ít nhất 3 hoặc 4 con sông quốc tế. Năm 2021, Trung Quốc cũng công bố kế hoạch xây dựng một đập thủy điện 60 GW ở các vùng hạ lưu sông Nhã Lỗ Tạng Bố Ra Map Biêu Tra, sông dài nhất chạy qua khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Dự án chạy sát biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc, do đó thể làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong khi phần lớn con sông xuyên biên giới trên khắp thế giới thường được điều chỉnh bằng các hiệp định đa phương, thì các dòng sông ở châu Á hầu hết phải tuân theo các thỏa thuận riêng. Trung Quốc đã không ký Công ước về nguồn nước của Liên Hiệp Quốc năm 1997. Thay vào đó, Bắc Kinh là một bên trong khoảng 50 thỏa thuận và công cụ song phương về nguồn nước, Nikkei Asia, dẫn lời tiến sĩ David Yelamin, chuyên gia luật nước quốc tế tại Đại học Trùng Khánh, Trung Quốc. Tiến sĩ Yelamin cho biết các thỏa thuận đã cho phép hợp tác giữa Trung Quốc và các nước láng giềng thông qua các thể chế mà họ đã thiết lập trong vài thập niên qua. Tuy nhiên, theo ông, các thỏa thuận thường sử dụng ngôn ngữ mơ hồ, tạo ra khả năng xảy ra tranh chấp. Nên biết thêm là sông Mekong, bắt nguồn từ tỉnh Thanh Hải, đông nam Trung Quốc và chảy qua lục địa Đông Nam Á, đã từng và hiện vẫn là một điểm nóng đặc biệt. Đập thủy điện dòng chính đầu tiên trên sông Mekong, mà người Trung Quốc gọi là Lan Thương, được xây dựng vào năm 1995 tại tỉnh Vân Nam. Kể từ đó, việc xây dựng thêm nhiều con đập đã làm dấy lên lo ngại về lũ lụt, hạn hán ở khắp hạ lưu. Trung Quốc đã nhiều lần giữ lại nước trong các con đập trong mùa khô, khiến các nước nằm ở cuối dòng Mekong, nhất là Việt Nam trải qua tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. Tờ theo Bangkok Post mới đây dẫn dữ liệu được báo cáo trên nền tảng trực tuyến Mekong Yam Monitor, mô tả và xác nhận rằng cách thức vận hành của những con đập này đang làm đảo lộn sự cân bằng tự nhiên và làm giảm thay đổi nhiệt độ trên hệ thống sông Mekong. Tình trạng suy giảm đa dạng sinh học và nguồn cá trên dòng Mekong cũng đã khiến nhiều ngư dân ở Campuchia bỏ nghề, rời bỏ quê hương để xuất khẩu lao động sang các nước khác, theo một bài viết được tờ South China Morning Post đăng tải vào tháng 6. Đáng ngại hơn cả là chia sẻ với Nikkei Asia, các chuyên gia cũng lo ngại khả năng Trung Quốc sử dụng nguồn cung cấp nước để làm điều kiện trao đổi bất lợi cho quốc gia hạ nguồn. Ông Rama Chelani, tác giả cuốn sách nước, Chiến trường mới của châu Á nhận định, các cuộc chiến về nguồn nước, theo nghĩa ngoại giao hoặc kinh tế, đã diễn ra ở một số tiểu vùng của châu Á khi các bên chạy đua để kiểm soát các nguồn nước xuyên quốc gia. Theo ông, các cuộc cạnh tranh này có thể gây ra căng thẳng lớn hơn và thậm chí là xung đột. Bản tin thứ 3, giải cứu bé trai 3 tuổi rơi xuống giếng sâu ở Ấn Độ. Tin mới nhất cho hay lực lượng cứu hộ Ấn Độ hôm 23 tháng 7 năm 2023 đã giải cứu thành công một bé trai 3 tuổi bị rơi xuống giếng sâu ở làng Kaul thuộc huyện Nalanda, bang Bihar. Tin chi tiết theo trang Hindustan Times, Shubham Kumar, 3 tuổi, hôm 23 tháng 7 đã rơi xuống một giếng khoan khi đang chơi gần chỗ mẹ cậu làm việc ở cánh đồng gần làng Kaul thuộc huyện Nalanda, Ấn Độ. Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã nhanh chóng thông báo cho đội cứu hộ thuộc lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia, NDRF Ấn Độ để họ tới hiện trường. Chúng tôi sau đó phát hiện cháu bé vẫn còn sống và mắc kẹt ở độ sâu khoảng 12 đến 15 mét, quan chức địa phương Hamhumanja đã nói vậy. Được biết, các nhân viên thuộc NDRF sau đó đã phong tỏa hiện trường, đồng thời bơm oxy xuống giếng và dùng máy móc đào bới ở miệng giếng. Chúng tôi đã mất hơn 5 tiếng đồng hồ để thực hiện cuộc giải cứu. Sức khỏe của cậu bé ổn định và đã nhanh chóng được các nhân viên cứu hộ đưa tới bệnh viện để nhận các hỗ trợ y tế khẩn cấp, quan chức Ranje S. Kuma làm việc tại NDRF cho hay. Theo một quan chức thuộc huyện Nalanda, chiếc giếng trên được một số nông dân khoan để lấy nước, nhưng do khoan không trúng mạch nước ngầm nên họ đã chuyển sang khoan nơi khác mà không lấp giếng. Việc làm bất cẩn này đã vô tình gây nguy hiểm cho bé 3 tuổi khi rơi xuống đó,
May là việc giải cứu đã thành công. 4. Ukraine thừa nhận tấn công trung tâm thủ đô Nga. Tin mới nhất cho hay theo nguồn tin của AFP xác nhận tình báo Ukraine đã tập kích Moscow bằng máy bay không người lái ngày 24 tháng 7 năm 2023 nhằm trả đũa việc Nga tấn công thành phố Odessa. Thông tin cũng tiết lộ tình báo quân đội Ukraine đứng sau vụ việc và đây là một chiến dịch đặc biệt. Được biết là trước đó cùng ngày, một số tiếng nổ đã được nghe thấy gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow. Các mảnh vỡ của một máy bay không người lái sau đó được tìm thấy tại một tòa nhà văn phòng gần Bộ Quốc phòng Nga. Một người dân Nga sống gần đó nói với hãng thông tấn của Pháp rằng tôi không ngủ được. Lúc đó là 3 giờ 39 phút sáng, căn nhà đã thực sự rung chuyển. Thật kinh khủng khi một máy bay không người lái của Ukraine suýt lao vào Bộ Quốc phòng Nga. Hiện chính quyền Ukraine chưa công khai xác nhận hay phủ nhận vụ việc. Nếu điều này là đúng, đây sẽ là bước leo thang trong chiến sự Ukraine. Vụ việc ở Moscow xảy ra chỉ một ngày sau khi Kiev thề sẽ trả đũa vụ tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Odessa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã bắn tên lửa vào một nhà thờ của chính thống giáo tại Odessa. Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng hai máy bay không người lái để tập kích Moscow rạng sáng 24 tháng 7. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã áp chế điện tử khiến chúng lao xuống đất và không có thiệt hại nào về người. Tại Crimea, ngày 24 tháng 7, Thống đốc Sergei Aksionov do Nga bổ nhiệm cáo buộc Ukraine đã sử dụng 17 máy bay không người lái tấn công một kho đạn dược của Nga. Vụ tập kích đã gây ra một vụ nổ, khiến nhiều dân thường phải sơ tán. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố 3 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ. 14 chiếc bị áp chế điện tử khiến phần lớn trong số này rơi xuống Biển Đen. Có tin nói rằng Nga tuyên bố sẽ trả đũa mạnh Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày 24 tháng 7 đã lên án các vụ việc trên, nhấn mạnh sẽ trả đũa cứng rắn các vụ tấn công của Ukraine. Tuy nhiên bộ này không nói rõ sẽ làm gì. Chúng tôi cực lực lên án vụ việc. Đây lại là một tội ác khác của chế độ Kiev. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế đưa ra nhận định đúng đắn. Bộ Ngoại giao Nga nói thêm, Nga sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân, bất chấp sự phản đối của nhiều nước. Ukraine tuyên bố không công nhận Crimea thuộc Nga và đã thề sẽ thu hồi bán đảo này. Crimea trở thành mục tiêu tấn công của nhiều máy bay không người lái mà Nga cho là Ukraine, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Cây cầu chiến lược nối Nga và bán đảo Crimea cũng nhiều lần bị nhắm tới.
Video tới đây xin chấm dứt. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành và luôn ủng hộ các video hấp dẫn của kênh này. Hãy đăng ký, like và share ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp của kênh. Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người.